đấy, bài đấy hay, tuyệt vời đấy. Vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ, tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ, tôi vẫn cô đơn không người thương không người nhớ, chiều một mình đi phố hồn không nắng không mưa. Các bác cảm nhận chất âm của dòng loa MF VH12 này thì nó chất âm như thế nào á? Quá tuyệt vời. Đây là ba bác khách, bác đến từ thành phố Bắc Giang. Bác đã đến bên Cao Trung để lựa chọn được những sản phẩm loa MF. Với sản phẩm bên em một khi đã vệ sinh xong thì là quá tuyệt vời luôn. Quá đẹp đúng không các bác? Đưa hai em hậu lại về nhà. Mấy bác khách cũng rất vui tính vì những sản phẩm loa đẹp và chất lượng thì các bác bảo đúng là mê hơn là mê các... các em gái mê gái đẹp thì không mang được về nhà, nhưng mê loa đẹp loa chất lượng thì sẵn sàng rước được về nhà. Và đẹp con không dám nói gì vào Ngọc Trinh luôn. Vâng, đúng là xin cảm ơn bác đã tin tưởng và cầu thưởng thức đôi loa như vậy này. Và quên sầu luôn. Đúng là đêm qua bác đi được lửa đường bác lại quay về phải không bác? Bác về bác bảo bên em là chưa kịp vệ sinh thì bác lại quay về cả một đêm qua thì bác lại mất ngủ. Không ngủ được. Không ngủ được. Đúng là buổi sáng hôm nay lúc bác điện ấy thì em mới cho anh em vệ sinh xong cái nó đẹp, đúng là rất đẹp nhá. Quá đẹp. Sản phẩm nó là đẹp. Đẳng cấp, đẳng cấp. Kể cả góc cạnh này, các bác nhìn nhá, kể cả những cái lẹp nhôm này, ốc, inox. Nói chung là nó là sản phẩm đỉnh cao của mã MF này thì nó là quá chất lượng rồi. Các bác có nhu cầu về những sản phẩm loa MF VH12 này, các bác cứ liên hệ với Cao Trung qua hai số điện thoại 0963101038 hoặc 0962355539. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Và cũng xin chân thành cảm ơn ba bác nhá. Ba bác đã đến bên em lựa chọn những sản phẩm hát karaoke. Hát vỗ tay ba bác cả. Vâng, em xin phép dừng video tại đây. Tiếp tục lại.